Tôi vội xuống núi, đi theo con đường mòn nhỏ duy nhất để vào làng. Hai bên lối đi trồng rất nhiều cây găng để làm hàng rào. Những cây găng ở đây được tỉa tót rất đẹp, hoa găng nở trắng xóa. Thật kỳ lạ, ở đây cái gì cũng đẹp đẽ, cứ như lạc vào xứ sở thần tiên vậy. Tất cả mọi nơi đều tràn ngập hương sắc của các loài hoa: cây cam, cây bưởi, cây chanh, cây đào, cây mận, tất cả đều đang nở hoa, tỏa hương thơm ngào ngạt, tiếng chim hót véo von. Xa xa, trên sườn núi, thấp thoáng dưới bóng những cây hoa đào là những ngôi nhà tranh. Khu vườn nào cũng đẹp đẽ, tràn ngập hoa thơm cỏ lạ. Tôi đi sâu vào trong xóm để tìm nhà của mẹ. Tôi nhìn thấy mấy ngôi nhà tranh trên sườn núi. Phía trước nhà có mấy cô gái xinh đẹp đang ngồi dệt vải bên khung cửa. Tất cả mọi người ở đây đều mờ mờ ảo ảo, không nhìn rõ mặt. Tôi tìm mãi không thấy nhà của mẹ, bởi vì ngôi nhà nào cũng giống nhau. Tôi hỏi một cô gái, cô chỉ về cuối xóm. Tôi đi theo và thấy ngôi nhà nhỏ của mẹ bên bờ suối. Nhà mái tranh, tường làm bằng rơm. Bên trái là một cái vườn nhỏ trồng rất nhiều cây ăn quả. Tôi vào nhà định nấu cho mẹ nồi cháo, nhưng trong nhà của mẹ không có gì. Trên bếp lửa đã tắt, chỉ còn một chiếc ấm đun nước. Không có nồi niêu son chảo, cũng không có đồ ăn và gạo. Không có giường chiếu, cũng chẳng có quần áo hay bất cứ vật dụng gì. Tôi đành ra tảng đá bên bờ suối, ngồi chờ mẹ. Không thấy mẹ về, tôi chạy đi tìm cô gái. Cô ta lại chỉ về phía khu rừng nơi mẹ tôi đang lấy củi. Tôi vội vàng trở ra. Vừa đến chân núi, nhìn lên, tôi thấy mẹ đang gánh củi đi từ trên núi xuống. Tôi mừng quá, chạy vội lên định đỡ cho mẹ gánh củi. Nhưng vừa lên đến, mẹ đã biến mất. Tôi tìm khắp nơi, không thấy mẹ. Trời bắt đầu tối, tôi xuống dưới chân núi để chờ. Tôi chờ mãi, chờ mãi, vẫn không thấy mẹ đâu. Không gặp được mẹ, trời lại tối. Tôi thấy rất buồn và lo sợ. Tôi chỉ muốn trở về nhà của mình. Tôi vội vàng đi theo con đường đất đỏ lên đỉnh núi, trở về cái hang mà tôi vừa đến.